Tranh cãi nảy lửa, Natalie bênh vực đại gia Phương Hằng, chị đấu tranh là đúng, bất ngờ thừa nhận bị cô lập giữa showbiz. Trong lúc nhiều ngôi sao V-Biz lên tiếng đáp trả lại thông tin một phía của bà Phương Hằng, thì Natalie lại có chia sẻ ngược dòng số đông. Drama của bà Phương Hằng và dàn sao V-Biz ngày càng rối ren, khiến công chúng hoang mang tột độ. Giữa lúc một vài nghệ sĩ lên tiếng phản pháo và bức xúc, thì Natalie bất ngờ đăng status thông cảm và có ý bênh vực vợ ông Dũng Lò Vôi khiến dân tình chú ý. Sáng ngày 12 tháng 5, Natalie đăng status dài trên trang Facebook cá nhân. Nam ca sĩ không gọi thẳng tên bà Phương Hằng mà dùng cách viết chị hát để bày tỏ. Theo ý kiến chủ quan của cá nhân mình, về cơ bản, chị hát không sai và những gì chị hát đấu tranh là đúng vì chị ấy hoàn toàn có quyền. Đối với mình, những người nóng tính thẳng thắn không bao giờ là những người nham hiểm. Khi người ta có khả năng tự kiếm tiền chứ không lợi dụng lòng tốt, sự tin tưởng của người khác để kiếm trác, chúng ta nên hiểu và trân trọng họ. Phát ngôn của Natalie hiện đang gây tranh cãi nảy lửa. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ không nên bênh vực bà Phương Hằng, người đang đơn phương khiêu chiến với cả giới nghệ sĩ Việt. Song cũng có không ít ý kiến trung lập vì bán tin bán nghi về uẩn khúc giới showbiz. Không chỉ thế, Natalie còn tiết lộ bản thân bị cô lập suốt bao năm trong showbiz vì không chịu thỏa hiệp những gì đi ngược lại cá tính. Nam ca sĩ bức xúc, mình từng khẳng định showbiz không xấu, tuy nhiên có những nhân tố xấu xa làm bẩn bộ mặt làng giải trí. Chúng ta tạo ra những cái nhìn thiếu tích cực với công chúng. Giữa lúc lùm xùm của bà Phương Hằng và dàn sao V-Biz bùng lên căng đét, chia sẻ của Natalie khiến dân tình đặc biệt chú ý. Đàn anh chửi thẳng mặt Đức Hải bênh bà Phương Hằng, giả hai thứ tóc mà ngu. Liên quan đến lùm xùm giữa bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ Việt, hai cái tên mới nhất vừa được lôi vào cuộc là ca sĩ Trịnh Tuấn Vĩ và nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. Trịnh Tuấn Vĩ được biết đến với danh xưng con trai nghệ sĩ Nguyễn Xanh. Anh từng có thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật sôi nổi và được khán giả ưu ái gọi là ông hoàng nhạc dance nhờ những bản hit như Treo Cao Té Đau, Để Có Em. Trong khi đó, Đức Hải là diễn viên gạo cội cực kỳ nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Ở chia sẻ mới nhất, Trịnh Tuấn Vĩ không ngại mắng thẳng mặt, chửi đích danh Đức Hải sau ồn ào. Nguyên văn bài đăng của Trịnh Tuấn Vĩ trên Facebook cá nhân. Thưa thầy Đức Hải, trước tiên tôi xin mạn phép được gọi một tiếng thầy vì sự tôn sư trọng đạo, mặc dù tôi không học ông ngày nào, cũng mừng vì điều đó. Vì tôi biết ông đã và từng dạy tại trường nghệ thuật sân khấu Cống Quỳnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu kêu mày thì với đạo lý và giáo dục Việt Nam, tôi nhỏ mà kêu vậy là hỗn và mất dạy. Nhưng nếu so trong cuộc sống, lớn hay nhỏ mà làm việc gì sai hay không đúng thì nhỏ lớn cào bằng dễ xử. Nhưng tôi sẽ xưng tôi với ông, thưa ông Đức Hải. Ngay từ đầu, CEO Nguyễn Phương Hằng chưa từng đụng chạm tới những nghệ sĩ phía Bắc của các anh. Vì sao? Vì tất cả không dính dáng vào sự việc này và điều này chứng tỏ rằng luôn có một sự phân minh và rõ ràng ngay từ đầu. Những ngày qua, anh viết một bài trên ấy đá xéo rồi bình luận nhắm vào câu chuyện của người ta. Cái tồi là tại sao anh không kêu thẳng tên bà Nguyễn Phương Hằng ra mà chửi? Làm như vậy, ai coi ông ra gì? Thứ hai, nếu như qua những lời lẽ xúc phạm của ông mà chị ấy lôi ông ra chửi nữa, thì có phải lại đụng chạm đến những nghệ sĩ phía ngoài Bắc hay không? Vậy cho tôi hỏi, ông Đức Hải có phải người châm ngòi một vụ nổ mới nếu sự việc xảy ra như đã từng hay không, thưa quý vị? Ông ghét người ta ở chỗ nào? Giàu hơn ông là chắc rồi. Học thức nhiều khi thua ông cũng là đúng luôn. Nhưng để thằng 38 tuổi nói cho ông rõ, người ta hơn ông là cái tâm cái đức. Họ nhìn cuộc đời bằng cặp mắt cao quý chứ không như ông, một người mang danh thầy mà viết một bài viết rẻ rách như thế. Liệu nếu học sinh của ông hiểu biết lẽ phải giống như tôi thì có còn nể ông hay không? Câu hỏi đó tôi dành cho ông và các khán giả đánh giá. Già hai thứ tóc rồi và có con cháu rồi, nên làm việc gì cũng nhìn cái chung. Nếu sự việc này ảnh hưởng đến người dân và xã hội, đừng suy nghĩ ích kỷ mà phán lung tung. Lớn mà còn để dạy hoài. Người dân khi thóa mạ và làm nhục ai sẽ bị cấm. Tôi đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ vụ việc những nghệ sĩ phát ngôn kém văn minh, một lần không biết là do mình ngu, còn biết mà vẫn làm là do cố chấp, nhằm vào một cá nhân nào đó. Các cá nhân hay người dân trong nước đều phải được bảo vệ, đối xử một cách công bằng. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải được biết đến là một trong những nghệ sĩ gạo cội trong làng giải trí Việt. Đặc biệt, nam nghệ sĩ còn giữ chức vụ phó hiệu trưởng, kiêm trưởng khoa nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, nên mọi phát ngôn đều gây chú ý. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 6, netizen bị một fan hoang mang và phẫn nộ tột độ vì tài khoản Facebook cá nhân của nam nghệ sĩ xuất hiện status văng tục thô lỗ để mắng chửi ai đó. Dòng trạng thái này ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận, thậm chí gây tranh cãi nảy lửa vì status quá thô tục. Nhiều khán giả cho rằng việc nghệ sĩ ưu tú Đức Hải liên tục dùng những lời lẽ thô tục ngay trên mạng xã hội là điều không nên, bởi lẽ nghệ sĩ ưu tú Đức Hải là cây đa cây đề trong làng giải trí. Netizen cho rằng nam nghệ sĩ nên tiết chế lời nói hơn, không nên nói tục chửi bậy trên mạng xã hội công khai như thế này. Đáng chú ý, sau dòng trạng thái này, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đã khóa luôn trang Facebook cá nhân. Sau khi gây ồn ào, Đức Hải đã lên tiếng thanh minh, khẳng định tài khoản Facebook của mình bị hack.
Tôi không hiểu mục đích của hacker đẩy tôi vào chuyện này để làm gì. Thật sự bây giờ tôi đang rất bối rối, chẳng biết phải làm gì. Nếu sự việc đi quá xa, tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vấn đề này. Thật sự chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của tôi. Liên quan đến vụ việc, đại diện Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã có phản hồi chính thức và khẳng định: chúng tôi không bao che, không đồng ý và chắc chắn là không ủng hộ những cá nhân nào làm ảnh hưởng đến tình cảm của quý vị dành cho nhà trường trong suốt 15 năm qua. Về ồn ào của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, người đang giữ chức vụ phó hiệu trưởng, đại diện nhà trường cho biết đang xem xét để có hình thức kỷ luật phù hợp nếu những gì đang diễn ra trên mạng xã hội là đúng. Trên quan điểm cá nhân, người nào vi phạm thì cá nhân đó phải tự chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật, trước đơn vị và cộng đồng. Nhà trường quan điểm rõ ràng rằng, nếu những phát ngôn được cho là của nghệ sĩ Đức Hải phát biểu trên Facebook là chính xác, chắc chắn nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. Trước thông tin nghệ sĩ ưu tú Đức Hải cho biết Facebook bị hacker xâm nhập nên mới dẫn đến sự cố này, đại diện nhà trường cũng nêu rõ hướng xử lý. Đại diện của nhà trường đã nhận được thông tin từ truyền thông, báo chí và từ thầy Đức Hải cho rằng Facebook của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải bị mất quyền kiểm soát dẫn đến một câu chuyện đáng tiếc. Dù thực hư như thế nào thì trước hết, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải không phải là đại diện cho phát ngôn của nhà trường cũng như hình ảnh của nhà trường. Mọi hành vi vi phạm nếu có của các cá nhân đều phải bị nhắc nhở, cảnh cáo, xử lý kỷ luật, thậm chí nhờ đến can thiệp của pháp luật. Ca sĩ Duy Mạnh bị Cục Nghệ thuật biểu diễn giám sát sau phát ngôn nhạy cảm. Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Biểu diễn Nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định trường hợp của ca sĩ Duy Mạnh là rất đáng lên án và sẽ giám sát ca sĩ này. Ngày 7 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã mời Nguyễn Duy Mạnh, tức ca sĩ Duy Mạnh, lên làm việc và xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì có những phát ngôn tục tĩu không đúng với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Đây không phải lần đầu ca sĩ Duy Mạnh có những phát ngôn như vậy trên mạng xã hội. Mặc dù ca sĩ này có viết trên trang cá nhân này hứa sẽ thay đổi, nhưng dư luận vẫn còn hoài nghi. Chia sẻ với Vietnamnet, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng trường hợp của ca sĩ Duy Mạnh là rất đáng lên án và sẽ giám sát ca sĩ này. Sau khi có kết quả xử lý từ địa phương, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng sẽ có giám sát đặc biệt với ca sĩ Duy Mạnh và sẽ có khuyến cáo các đơn vị địa phương trong việc cho phép biểu diễn các chương trình nghệ thuật có sự tham gia của ca sĩ này nói riêng và các nghệ sĩ từng có vi phạm pháp luật nói chung, ông Trần Hướng Dương chia sẻ. Ông Trần Hướng Dương cho hay, giám sát là một chuyện, nhưng chính bản thân nghệ sĩ cũng phải điều chỉnh lại mình. Chúng tôi giám sát trên tinh thần nhân văn, chứ không phải làm thui chột nghệ sĩ. Ngoài việc phải chịu các hình phạt của pháp luật, tôi cho rằng một người của công chúng lại phát ngôn bậy bạ thiếu văn hóa là tấm gương xấu, thì tự làm thiệt cho mình trước, bởi chính công chúng sẽ tẩy chay nghệ sĩ và những nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật chân chính cũng không một ai ủng hộ một đồng nghiệp như vậy. Chưa cần tới chế tài xử phạt, bản thân công chúng đã quay lưng với nghệ sĩ như vậy rồi. Ông Trần Hướng Dương nói. Trước đó trên trang cá nhân của mình, với chế độ công khai và có trên 1,2 triệu lượt theo dõi, tương tác, ca sĩ Duy Mạnh thường xuyên viết và đăng tải những hình ảnh thô tục phản cảm, liên tục miệt thị, sỉ nhục những người bất đồng quan điểm với mình, trong đó có cả những lời lẽ nhục mạ phụ nữ bất cần đúng sai để thể hiện quan điểm cá nhân. Hiện nam ca sĩ đã khóa trang cá nhân.